Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được điểm qua những thông tin nổi bật trên các báo số ra sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chứng nhận sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 đầu tiên nhằm giúp các quốc gia phát triển sớm được tiếp cận. Trên báo Thanh niên ở trang 24 có bài viết cùng dòng nhan đề WHO chứng nhận vaccine COVID-19 đầu tiên. WHO vào ngày 1 tháng 1 chứng nhận vaccine COVID-19 đầu tiên là sản phẩm được bào chế chung của hai hãng dược phẩm là Pfizer và BioNTech của Đức để sử dụng khẩn cấp nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Trong một thông cáo được phát đi, thì WHO cho biết sẽ thông tin đến cơ quan y tế các nước về vaccine của Pfizer và BioNTech, cũng như những lợi ích khi sử dụng. WHO đã thiết lập quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp nhằm giúp các nước nghèo đẩy nhanh việc chứng nhận dược phẩm dùng cho các bệnh mới như COVID-19. Sau khi được WHO và các chuyên gia y tế tại nhiều nước xem xét, thì vaccine của Pfizer và BioNTech đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc với lợi ích vượt hẳn so với nguy cơ. Đây là bước tích cực hướng đến việc đảm bảo an toàn khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Đây là khẳng định của đại diện WHO. Rõ ràng là đây là thời điểm mà ai cũng mong chờ vào vaccine để làm sao mà có thể đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành trong suốt một năm 2020 trên toàn thế giới. Và trong năm vừa qua thì tại Việt Nam chúng ta chính là một trong những điểm sáng trên thế giới về công tác phòng chống dịch cũng như là hạn chế nguồn lây của COVID-19. Và trong số đó phải kể tới sự hỗ trợ của lực lượng công an. Và trong những thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là Việt Nam không chỉ gánh chịu những hậu quả của COVID-19 mà chúng ta còn đón nhận những đợt bão lũ lịch sử và từ đó thì lại càng làm cho thấy sự đồng lòng của toàn dân tộc. Và năm 2020, lực lượng công an nhân dân tiếp tục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, giúp người dân ứng phó thiên tai. Và trong những công hiến thầm lặng ấy, có 14 cán bộ chiến sĩ hy sinh và 181 người chịu thương tật. Trang điện tử báo Tiền Phong có bài Lực lượng công an nhân dân năm 2020 cùng dân chống dịch vượt bão lũ. Đặc biệt, trong công tác chống dịch, Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an là những người đầu tiên phải tiếp xúc với nguồn lây nhiễm dịch COVID-19, đặc biệt là các đơn vị quản lý xuất nhập cảnh. Công an là một trong ba lực lượng ở tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh cao điểm, lãnh đạo Bộ Công an huy động 100% cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, già từng người để lập danh sách người từ nước ngoài vào Việt Nam. Ngành Công an phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian dịch bệnh như là bảo vệ các khu cách ly, ngăn chặn và xử lý những người tung tin thất thiệt, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Thiếu tướng Tô Sô nêu quan điểm hiện có khoảng 342.000 người Việt ở các nước láng giềng có chung biên giới với nước ta và 80.000 người ở các nước khác muốn về Việt Nam tránh dịch và ăn Tết. Vì vậy, công tác phòng chống dịch trong thời gian tới rất nặng nề, nhất là với lực lượng công an. Tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác được báo chí đề cập đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến thời điểm này, ba nhà mạng lớn của Việt Nam là Viettel, Vinaphone và Mobifone đều đã chính thức thử nghiệm dịch vụ 5G theo giấy phép từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ hội để được sử dụng chính thức dịch vụ 5G bao giờ? Đây là bài toán đáng chú ý trên trang điện tử báo lao động. Cả ba nhà mạng hiện nay đều cho thử nghiệm 5G, thậm chí đã cho người dùng sử nghiệm trải nghiệm miễn phí tại một khu vực nhất định. Tuy nhiên, lượng người dùng được tiếp cận với 5G thử nghiệm kỹ thuật hay thử nghiệm thương mại trong những ngày qua là rất hạn hẹp. Bao giờ mới được dùng 5G chính thức? Đây là câu hỏi được phóng viên trên báo Lao động đặt ra với ông Lê Đăng Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Viettel. Ông Dũng hiện cho biết là các nhà mạng trông chờ vào giấy phép cung cấp dịch vụ 5G chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó đến giai đoạn đấu thầu băng tầng. Theo các dự báo, dịch vụ 5G tại Việt Nam có khả năng được chính thức cung cấp ra thị trường sớm nhất phải đến tháng 10 năm 2021. Sau đó, thị trường dịch vụ 5G cần khoảng 2 năm để bùng nổ, tức tương ứng vào khoảng quý 2 và quý 4 của năm 2023. Đó là theo đúng lộ trình chung. Theo một số nhà mạng, thì trên thực tế có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, còn phụ thuộc vào tiến độ cấp phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khả năng đầu tư và năng lực triển khai của nhà mạng, khả năng đa dạng quá thiết bị đầu cuối 5G tại thị trường Việt Nam. Chúng ta cũng hy vọng rằng là các dịch vụ mới như là 5G sẽ sớm được triển khai và đi vào cuộc sống để làm sao mà hỗ trợ người dân nhiều nhất Bởi vì rõ ràng là bây giờ nhu cầu sử dụng mạng Internet rồi mạng 3G, 4G và sau này sẽ là 5G thì ngày càng cao Bởi vì chúng ta có nhu cầu để truy cập vào mạng Internet cũng như là sử dụng các dịch vụ liên quan đến Internet ở khắp mọi nơi Và rõ ràng là bây giờ khi mà chúng ta có thể kết nối nhiều như vậy thì cũng hữu ích cho rất là nhiều người Ví dụ như là chúng ta có giao dịch những cái tài khoản trên mạng chẳng hạn từ ngân hàng cho tới chứng khoán hay là các loại hình giao dịch khác thì chúng ta cũng sẽ cần phải sử dụng tới internet và nếu như mà ở những nơi không có Wi-Fi thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng tới những dịch vụ là 3G 4G. Và đầu năm 2020 thì dịch Covid-19 bùng phát và giữa năm thì nhiều nhà đầu tư mới dò dẫm học cách mua bán cổ phiếu, nhưng tính tới thời điểm là tháng 11 của năm 2020 đã có thêm hơn 330.000 tài khoản lần đầu tiên tham gia sàn chứng khoán và báo tuổi trẻ trên trang nhất và trang 2 có bài lính mới tung hoành sàn chứng khoán Cụ thể là Covid-19 đã khiến cho không ít cá nhân phải chuyển hướng đầu tư từ ngó lơ chuyển sang xuất sáng quan tâm tới chứng khoán. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích công ty chứng khoán Yonanta Việt Nam, chia sẻ có một làn sóng lớn chuyển dịch từ đầu tư bất động sản sang chứng khoán. Theo ông Minh, thời điểm năm 2019, bất động sản mua bán nền ở Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu không còn sốt như trước nữa. Đầu năm 2020, nhiều người đã buôn đất đã tìm đến môi giới chứng khoán để hỏi thăm, họ quan tâm hỏi thăm có ý định bỏ tiền vào, nhưng nhờ Covid-19 đã đẩy quá trình gia nhập thị trường của họ nhanh hơn. Ông Minh nói, trong khi đó thì công ty chứng khoán SSI nhận định Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục là động lực chính cho thị trường chứng khoán và điều này thể hiện qua việc khối ngoại rút dòng hơn 16.400 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu Việt Nam lũy kế 11 tháng của năm 2020, cao nhất từ giai đoạn 2008 tới nay. Những năm trước đây, nhà đầu tư nước ngoài cũng từng chiếm từ 15 cho tới 18% tổng giá trị giao dịch. Tuy nhiên, gộp 11 tháng đầu năm 2020, tỷ trọng nhà đầu tư ngoại giảm còn 12%, chỉ còn khoảng 7,7% trong các tuần gần đây. Thưa quý vị thưa các bạn, thị trường thang máy Việt Nam đang có tốc độ phát triển cao hơn so với 35.000 sản phẩm mới được đưa vào sử dụng hàng năm. Hai dòng sản phẩm là thang máy nhập khẩu nguyên chiếc và thang máy liên doanh đang có một sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Trên trang điện tử báo Tiền Phong có bài viết cùng dòng nhan đề: Thang máy liên doanh dần khẳng định vị thế trên thị trường. Với dân số hơn 90 triệu dân và có tốc độ phát triển kinh tế cao, Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng của ngành thang máy. Theo nghiên cứu của một thương hiệu thang máy đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Quy mô toàn thị trường thang máy Việt ước tính có thể lên đến là 800.000 chiếc. Nhưng đây hoàn toàn không phải là miếng bánh béo bở dành cho các thương hiệu thang máy nước ngoài nhập khẩu nguyên chiếc như cách đây vài năm. Khác với dòng thang máy nhập khẩu, các sản phẩm thang máy liên doanh chỉ nhập linh kiện máy móc đồng bộ của các hãng nước ngoài về, còn cabin thì được sản xuất và lắp ráp ngay tại Việt Nam. Điều này là một lợi thế của các hãng thang máy liên doanh bởi có thể đáp ứng được các nhu cầu đa dạng về mặt thiết kế cabin, phù hợp diện tích khác nhau của từng công trình cũng như dễ dàng bổ sung các quả tiết trang trí theo yêu cầu của khách hàng. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau trải qua Tết Dương Lịch và thời gian tới sẽ là đón Tết Nguyên Đán, dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Và trong dịp vào Tết sắp tới thì chắc hẳn rằng rất là nhiều gia đình sẽ mua về những cây đào, cây mai để bày trí nhà cửa. Và trước chủ trương là cấm chặt đào rừng thì một số nơi ở Tây Bắc đang tính tới việc dán nhãn đào trồng trên nương để có thể dễ dàng tiêu thụ. Và trên báo Tuổi Trẻ trang 8 có bài tính chuyện dán nhãn đào trồng. Cụ thể là nhiều người dân sinh sống tại Mộc Châu, Vân Hồ tỉnh Sơn La đã đến Ủy ban nhân dân xã để xin chứng thực cho vườn đào rừng của gia đình. Các thương lái đã đến đặt cọc mua đào tại vườn cũng như là yêu cầu chủ vườn sẽ phải xin chính quyền xác nhận đào được trồng trên núi chứ không phải là đào rừng tự nhiên. Và vùng đào được giới buôn đào coi như là vựa là các xã Tà Sùa, Háng Đồng, Xím Vàng của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ước tính ở Bắc Yên có gần 1.000 hecta đào. Ông Vương Hồng Hải, trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội huyện Bắc Yên cho hay, trước đây ông cùng cán bộ xã vận động bà con trồng đào để tăng thu nhập. Cây đào được trồng ở trên nương của bà con có từ hàng chục năm trước, có giá trị cao. Loại đào mà người ta mang về xuôi bán thực chất là đào trồng trên nương ông trần dũng tiến phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la cho hay lãnh đạo đã chỉ đạo các địa phương thống kê diện tích đào để có phương án xác nhận đào trồng hay là đào khai thác tự nhiên đây là việc quan trọng nên cần có lộ trình để tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ông tiến nói Cũng liên quan đến câu chuyện ngày Tết, thưa quý vị và các bạn, chúc Tết vốn là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam. Song cùng với dịp sống hối hả và những đổi thay qua nhiều thế hệ, thì phong tục này đã vô cùng đã trở nên hơi hợt và thiếu chân thành hơn. Trên báo Thanh Niên, trang 19 có bài viết Đừng để Tết là mùa của những lời chúc xuân có cánh. Mỗi năm, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, người ta lại mở ra những khởi đầu mới bằng việc trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp từ lâu những lời chúc Tết đã là một nét văn hóa truyền thống là sẽ dây gắn kết và thắt chặt tình cảm gia đình bạn bè. Tuy nhiên theo thời gian chúc Tết bỗng dần mai một đi nét đẹp nguyên bản. Nếu nhìn lại nhiều người thì không khỏi giật mình khi nhận ra cứ mỗi khi Tết về là lại nhận được toàn những lời chúc có cánh, ngôn từ qua mỹ mà bớt đi sự chân thành. Những bộ lời chúc được soạn sẵn những câu thơ vui tai nhưng có phần xáo rỗng hoàn toàn xa vời sự thật như là năm mới chúc anh chị vạn sự như ý tỷ sự như mơ làm việc như thơ đời vuông như nhạc coi tiện như rác coi bạc như rơm vẫn được các bạn trẻ sao chép phản ánh một thực trạng đáng buồn trong ngày tết việt khi mà nhiều người chỉ xem chúc tết là việc đánh nhanh rút gọn cho xong Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chính ra trên các báo số ra sáng ngày hôm nay và quý vị quan tâm thì chúng ta có thể tìm đọc hoặc là xem lại phần điểm báo của chúng tôi trên kênh YouTube chính thức của kênh VTC9.